chào các bạn nhé. Giới thiệu với các bạn đây là bốc JCV1S thì nó có rất nhiều các chức năng. Ở đây mình cũng giới thiệu với các bạn là các chức năng trước đó rồi. Còn lại là mình cũng giới thiệu thêm một số để cho anh em có thể hiểu rõ hơn. Bốc V1S thì bán tại điện thoại vietnam.com là tại giá nhà xưởng, bao với giá tốt nhất cho các bạn tại đại lý trên toàn quốc Việt Nam. Ở đây thì các bạn có thể dùng sử dụng và thanh phích màn, thanh phích pin, chốt tông, vân tay, FAD. Ở đây mình có nói qua về cái thanh phích màn này cho các bạn. Mỗi một video thì mình sẽ làm riêng một cái cho các bạn để các bạn dễ hiểu. Đây là về thanh phích màn. Bạn chọn vào pin và màn này. Các bạn có thể là ấn connect ở đây. Nếu chưa hiện được CD thì các bạn cài driver CH341. Nhớ cài CH341 ở đây cho nó để nó hiện driver. Khi hiện driver các bạn connect. Một số các con thì nó sẽ không ra được tại vì nó chưa update, thì các bạn sẽ ấn update để cho nó update chờ một vài phút để nó update nhá. Khi update xong thì các bạn cho cắm một cái thanh màn vào để các bạn zip cái thông số của màn ra. Ở đây là ví dụ như mình zip cái thông số của màn. Như vừa xong là nó chưa khó. Mình có thể lưu, khi zip ra mình có thể save là lưu trữ vào đâu mình thích. Ở đây thì mình muốn mở một cái file mà mình đã lưu trữ ở đây rồi. Đây, một cái máy của mình, ví dụ như đây là file lỗi cảm ứng màn hình. Thì mình lấy một cái màn hình đấy để mình ghi sang cái máy này, màn hình khác để mình lắp ráp vào cho người ta. Đấy, mình lấy cái file, mở cái file mà của cái màn cũ. Đây là cái màn hình cũ bị lỗi này. Mở ra này. Sau là mình có thể qua writing, tức là mình viết nó vào cái màn hình này. Viết vào cái màn hình. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là mình đang viết vào cái màn hình này được 81%. Đã báo là sắt cớt, tức là thành công rồi. Ở trên màn hình cũng báo thành công. Bốc V1S. Đấy thì đây là mình sẽ lắp vào một con máy cho các bạn xem. Còn nếu mà ngoài ra các bạn không có màn gốc cũ thì các bạn có thể cắm sang một cái máy khác. Ví dụ như đây mình cắm vào đặc trưng một cái máy. Mình sẽ mở bao auto này lên. Mở bao auto này lên thì nó sẽ có hai phần cho các bạn, là phần bond number này và phần xem báo cáo xác minh này, phần second này. Thì các bạn có thể có một phần hoặc các bạn có thể có hai phần tùy các bạn. Ví dụ như là nếu mà copy đây thì các bạn ấn chuột phải, các bạn copy nó vào, mở cái notepad này lên. Mở cái notepad này lên để các bạn ghi xem nó là control V hoặc là ấn paste nó vào. Bên này vào thì các bạn có thể nhìn thấy cái thông số này của nó đây. Các bạn lấy từ chữ F này tương ứng với bao tool. Đây, để cái dòng này, dòng nhiều chữ này. Đây là dòng này xóa đi. Đây, các bạn lưu ý này. Ở đây nó sẽ ra cái thư mục của nó này là bao nhiêu số nó sẽ tương ứng với ở trên bao tool này. Tương ứng với trên V1S. Khi đấy các bạn phải cắm cái bốc V1S này vào. Còn cái dòng mà để mình nói, đây còn cái dòng second này thì còn bên này. Thì các bạn có copy cũng vậy thôi, ấn vào là nó copy, ấn Ctrl C cũng vậy thôi. Copy thì các bạn copy vào notepad thì các bạn mở notepad lên. Đây, dòng thứ hai. Đây, đây là mình đang có hai cái. Các bạn có thể copy một trong hai cái hoặc là các bạn copy một cái cũng được. Copy một cái này này, còn cái trên thì các bạn fix sau. Khi các bạn fix rồi thì các bạn cắm V1S vào, các bạn fix. Các bạn nhớ connect hộp này. Được, nhận driver này, đây này. Cái dòng dài dài này này là cái dòng dài mà ở bên xem báo cáo xác minh ấy. Còn dòng MTSN này là dòng đây này, FX này, copy verbal này. Còn dòng dài này là dòng second này. Đấy, các bạn không cần dòng này được mà cần dòng này cũng được.
Rồi. Khi các bạn ấn OK vào thì các bạn chỉ cần ấn Whiting. Nếu các bạn thích Fix to Tone thì các bạn ấn Fix to Tone ở đây là OK. Đây là đối với cái anh em mất màn hình gốc của XS Max nhé, và một số các dòng khác. Đây là mình sẽ thử hai cái màn này vào cho các bạn xem. Một cái dây dán, có dây dán ở đây không? Có dây dán ở đây không? Chìa khóa là khóa cửa đấy. Vâng, chỉ cần đem một cái dây dán. Đưa cho mày luôn đi. Đem một cái dây dán có cái. Không cứ để vào đấy, không cứ để vào quả. Đằng. Có cái dây dán giá không? Đấy, các bạn thì có thể thấy là nó đã sáng màn hình lên. Thế là mình lấy một cái màn hình khác cho các bạn xem. Và đây là các bạn sẽ thấy là nó đã có True Tone. Đấy, các bạn thấy không? Đây là có True Tone rồi nhá. 1, 2, 3. Có True Tone. Các bạn có thể cắm vào Bluetooth để các bạn thử. Đấy, các bạn nhìn thấy là Bluetooth đã là xanh 100%. Đơn giản thế thôi. Đây nhá, đây là mình thử hai cái màn khác nhau, các bạn thấy có thể nhìn thấy. Đây, đây là mình mượn cafe của cái màn cũ và đây là mình thay cái màn mới vào, còn cái cafe thì vẫn còn ở đây ở ngoài. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái cafe vẫn ở ngoài. Đây là nó bị dính keo. Còn lại đây là hai cái màn khác nhau nhá. Và nó là đã là xanh và có chút tôn. Đây là cho một số các anh em sử dụng bốc mà chưa quen thì anh em có thể làm như vậy. Nhớ là cài đặt driver. Cài đặt driver và cho nó nhận hộp nha. Cài driver CH340 này nhá. Khi anh em tải cái bản setup này về thì anh em đăng ký một cái tên gồm tên, mật khẩu và Gmail. Đây. Khi đăng ký xong là anh em tự vào đây đăng ký luôn. Free Kitter này là đăng ký. Đấy. Cảm ơn anh em nhé. Chúc anh em thành công nhé.